chép. Rách chân, đầm rách chân đấy, cái vây của con cá rô phi. Đi xuống bùn này, muốn sạch. Tao xí con này nhá. Đó. Lên đi đi. Toàn bùn này. Đầy tôm. Đấy, cánh lưới này. Hãy kéo chứ, nhậu kéo cả chì, dặn cánh này ra đấy. Đấy. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuấn ơi, bà đứng ra đây bà kéo nhà cô chỉ. Thức thì kéo vào. Tôi cũng kéo lên, còn bà Tuấn kéo lên. Kéo đâu? Cả cái lực lượng. Queen, ai thế? Không phải kêu. Bắt cho con một con. À. Kéo cả cái cánh Queen. Bắt cho con. Bắt cho con. Bây giờ pha mình lựa nhé. Nhiều cá. Nào. Đang ơi. Đang ơi. Cùng cá chết. Đang ơi. Đang đi ra, đang đi ra. Đấy, đang đi ngoài để đưa cái gì bắn trên để nó phải cho nó biết. Đấy, chết cá rồi. Đó. Cầm cái cậu lên. Mua cháu một cú tàu bầu. Vâng. Để cháu tắm đấy. Hỏi gì máy cá? Em rồi. Ba hỏi em bên ai thằng cá chết? Chết chết rồi. Vâng. Chết rồi. Không, chỉ nó bắt. Đi nó xuống nó bắt. Chết thì không chết, chỉ có bê thôi. Chết chứ sao được. Bỏ bê vọt chút cái đấy. Mang đổ lên. Bắt tí nó xáo. Nó dẹp cái tôm chết. Tôm chết. Có lấy găng tay không? Có. Này. Đây. Cái thằng nhiều lại một tay cũng làm cái kim cái. Đá đây. Cứ đá đến nhiều kia một thả. Vâng đi đằng nào thì cũng mặc áo rồi. Nữa dây tay vào. Cậu hút hết cậu thôi, để lại nước cho cậu. Đó, bố để lại đi, đẩy luôn. Chưa mới được có tí, đẩy chứ. Cho nữa vào. Cậu bắn được đi. Sao qua bắt đến kia được bắt đi. Không phải đâu, từ từ. Nếu mà cá nó nhiều nước, bắt dần dần cá nó ít nước, nó bắt không khó.